là trung tâm thông thương lớn và bậc nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung nhiều đầu mối giao thông và lưu lượng trung chuyển hàng hóa lớn của cả nước. Đặc biệt trong dịp cận Tết Nguyên đán 2024, được dự báo lưu lượng người và phương tiện giao thông sẽ tăng mạnh, tạo áp lực lớn cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Từ đầu tháng 1 năm 2024, ở các cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh, lượng xe đi lại đông đúc hơn hẳn. Trong đó chủ yếu là dòng người đi buôn bán, xe tải chở đầy ắp hàng hóa phục vụ nhu cầu sắm sửa Tết. Tại cửa ngõ phía Tây Bắc, địa phận huyện Củ Chi đi qua quốc lộ 22, thời điểm hiện nay ghi nhận có rất nhiều phương tiện lưu thông. Thì tôi thấy thường thường mà lễ Tết đó là những khu vực này là hay kẹt xe lắm. Mà khi mà có cảnh sát giao thông thì dĩ nhiên là nó sẽ được nó chu chảy hơn á. Còn không có cảnh sát giao thông thì thôi có kiểu là kẹt xe rất là nhiều. Thì công an huyện Củ Chi đã triển khai rất là nhiều cái kế hoạch tăng cường bố trí lực lượng cảnh sát giao thông cũng như là công an xã thị trấn phối hợp với lại lực lượng trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc của phòng PC08 và các cái địa bàn giáp ranh như là Long An, Bình Dương, Tây Ninh để mà kịp thời đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên đường. Thì trong các cái thời điểm cao điểm Tết và tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ, về nồng độ cồn, chất kích thích cũng như là các cái phương tiện vận tải hành khách hàng hóa trên các cái tuyến trọng điểm huyết mạch. Dự báo trước tình hình an toàn giao thông thời điểm cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố đã chủ động triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ hàng loạt giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ cho những tuyến đường luôn an toàn thông suốt trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2024. Ngay từ đầu thì nói chung mình nhận định được cái tình hình giao thông thì nó sẽ rất là phức tạp, cho nên cái lượng mà những ngày lễ thì nó đông phương tiện đi lại, nên ngay từ đầu thì xây dựng phương án để cho anh em là cán bộ chiến sĩ ra từ sáng sớm là có mặt ngoài đường để điều tiết giao thông để là ổn định đi lại, rồi xử phạt nghiêm những cái hành vi mà chạy lấn làn hay là quá tốc độ. Tuyến quốc lộ 1 từ Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây, đoạn qua huyện Bình Chánh được xem là cửa ngõ quan trọng nhất khi hàng ngày tấp nập phương tiện xe máy, ô tô, xe khách, xe tải lưu thông. Đặc biệt nhất là thời điểm trước, trong và sau các kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cửa ngõ này có hàng chục triệu lượt phương tiện mỗi ngày với đủ các loại xe chuyên chở hành khách, hàng hóa lưu thông trộn với dòng phương tiện mô tô, xe máy của người dân về quê đã tạo nên cảnh phức tạp về giao thông. Việc lực lượng cảnh sát giao thông cùng các đơn vị liên quan ra quân sẽ góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cửa ngõ trọng điểm này. Thì đối với cái tâm lý của người dân thì cũng là nhanh chóng để đi về quê đón Tết, thì chắc chắn là sẽ có những cái vi phạm như là không đảm bảo được cái đèn tín hiệu hoặc là lấn tuyến. Đối với cái các tuyến đường thuộc huyện Bình Chánh thì cửa ngõ miền Tây, công an huyện Bình Chánh sẽ bố trí lực lượng cảnh sát giao thông và công an các xã giáp ranh phối hợp với các đơn vị đội trạm thuộc phòng PC08 của công an thành phố để tiến hành điều tiết giao thông nhằm đảm bảo cho tình hình trật tự an toàn giao thông được thông thoáng và cho người dân có điều kiện đi lại thuận lợi đón Tết. Thời điểm cận Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông xuyên suốt tuần tra kiểm soát, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chất kích thích, quá tốc độ, quá khổ, quá tải trọng, đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định, xe khách vi phạm trong vận tải hành khách, đi không đúng phần đường, làn đường. Theo số liệu của Phòng Cảnh sát Giao thông cung cấp, trên tuyến quốc lộ 1 thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1 năm 2024, tổng kiểm soát 9.301 phương tiện giao thông, trong đó lập biên bản xử lý 1.471 trường hợp vi phạm, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 376 và 449 trường hợp vi phạm bị tạm giữ phương tiện. Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông tại các khu vực cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày cận Tết và sau khi nghỉ Tết trở lại Thành phố Hồ Chí Minh học tập, làm việc cần lưu ý một số vấn đề sau: kiểm tra bảo dưỡng phương tiện định kỳ đúng quy định, đảm bảo phương tiện hoạt động ổn định, an toàn di chuyển trên đường dài khi đi du lịch hoặc về quê đón Tết; hạn chế lưu thông qua các khu vực có tình trạng mật độ phương tiện đông vào những ngày cận Tết,
đặc biệt là các khung giờ cao điểm. Khi tham gia giao thông cần chủ động lộ trình, thời gian và thường xuyên cập nhật tình hình trật tự giao thông để kịp thời điều chỉnh lộ trình di chuyển, hạn chế lưu thông vào khu vực đang ùn ứ. Luôn tuân thủ các quy tắc quy định của luật giao thông đường bộ, không phóng nhanh vượt ẩu trên đường, tuân thủ quy định tốc độ và giữ khoảng cách khi tham gia giao thông, cẩn trọng quan sát và vượt xe an toàn đúng quy định, lưu thông đúng phần đường làn đường và nghiêm chỉnh chấp hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông, không lái xe sau khi sử dụng rượu bia. Khi về quê hoặc từ quê trở lại thành phố bằng xe mô tô, xe gắn máy, người dân thường chở theo nhiều vật dụng hàng hóa cồng kềnh, vì vậy khi lưu thông cần ràng buộc gọn gàng, tránh va quẹt gây nguy hiểm cho chính mình và những người xung quanh. Theo số liệu của Phòng Cảnh sát Giao thông cung cấp, tại tuyến quốc lộ 1 từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1 năm 2024, tổng kiểm soát 9.301 phương tiện giao thông, trong đó lập biên bản xử lý 1.471 trường hợp vi phạm, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 376 và 449 trường hợp vi phạm bị tạm giữ phương tiện. Theo ghi nhận, hiện nay các đơn vị chức năng đã và đang huy động tối đa nguồn lực, tập trung phương tiện, lực lượng cho nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giúp nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi trong thời điểm cận Tết Nguyên đán. Cùng với đó, mỗi người dân cần nêu cao ý thức tuân thủ quy tắc chấp hành hiệu lệnh giao thông, góp phần giảm những điểm ùn tắc tại khu vực cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh.